Dạ vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục học bài tiếp theo trong cái chương trình chiến lược về khuyến mại, tạo lập các kế hoạch khuyến mại để bán hàng, để giúp các anh chị tăng trưởng doanh số trong lĩnh vực bán lẻ và bán buôn. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học, một chuyên gia marketing với nhiều năm kinh nghiệm. Và hôm nay thì tôi sẽ lại trình bày với các bạn về một nội dung liên quan đến khuyến mại, tất nhiên là theo tinh thần pháp lý. Tại sao tôi lại quan tâm đến vấn đề pháp lý? Bởi vì hiện nay có nhiều các cái chương trình khuyến mại các bạn làm đòi hỏi các bạn phải hiểu biết về pháp lý, nếu không các bạn có thể sẽ vi phạm quy định của pháp luật. Bài học này thì sẽ nói một số những điều như vậy, mang tính giải thích, còn luật pháp đã quy định rất rõ rồi, để các anh chị có thể hiểu được thêm. Đó chính là quyền và nghĩa vụ của thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại. Vâng, cái khái niệm thương nhân đây chúng ta cứ hiểu là những cái nhà bán lẻ, những cái nhà bán buôn, những người làm kinh doanh mà họ thực hiện khuyến mại, được chưa ạ? Vâng, thế thì chỗ này tôi sẽ trình bày từ điều 95 cho đến khoảng điều thứ 100 của luật thương mại. Vâng, thế thì tôi sẽ không nêu quá chi tiết, các bạn có thể đọc nhá, từ điều 95 đến điều thứ khoảng 100 trong luật thương mại. Đó, thì điều 95 luật thương mại quy định là quyền của thương nhân thực hiện các cái khuyến mại đó. Ví dụ như là họ có quyền lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại hàng hóa và dịch vụ dùng được khuyến mại, được chưa ạ? Rồi thì thuê các cái thương nhân khác trong cái lĩnh vực khuyến mại. Ví dụ như tôi không tự làm thì tôi có thể thuê. Đó, ý là như vậy, được chưa ạ? Rồi thì tổ chức các hình thức khuyến mại theo quy định của pháp luật, theo cái luật này, cũng như là nghĩa vụ của thương nhân tham gia vào cái quá trình thực hiện khuyến mại này, đó chính là họ sẽ thực hiện các cái trình tự, các cái thủ tục theo quy định của pháp luật để có thể thực hiện các hình thức khuyến mại. Họ phải thông báo và công khai các cái nội dung thông tin về khuyến mại theo cái quy định. Rồi thì họ cũng phải thực hiện đúng các chương trình khuyến mại đã thông báo đối với khách hàng. Thí dụ như là một cái điểm bán hay một cái nhà bán lẻ họ đưa ra chương trình khuyến mại, sau đó khách hàng hưởng được cái chương trình khuyến mại đó, thì nếu như họ mà từ chối thì họ đã vi phạm pháp luật đấy ạ. Chứ không phải là cái nói ra cho sướng mồm là xong đâu. Đó, ý tôi là như vậy, pháp luật họ có quy định. Và bản thân chúng ta là người đi mua hàng thì chúng ta thấy nếu mà người bán hàng mà họ đã đưa ra chương trình khuyến mại mà sau đó họ không thực hiện thì các bạn có quyền kiện họ theo pháp lý đấy ạ, họ có quyền kiện. Mới đây thì có một cái vụ việc, đó chính là một hãng hàng không của Pháp, đúng không ạ, họ đã tung ra chương trình khuyến mại vé không đồng, nhưng sau đó thì có một số những lý do gì đó mà bị hủy vé, và vụ việc vẫn đang được tiếp tục. Thì đó chính là cái việc mà tôi nói, đề cập đến chuyện là nếu như bạn thực hiện, bạn đưa ra cam kết mà sau đó bạn không áp dụng, không đưa ra cái chương trình đấy cho khách hàng của mình một cách thực tế, thì bạn có thể gặp các cái vấn đề rắc rối về pháp lý, đúng không ạ, hoặc là ảnh hưởng đến thương hiệu đấy. Thế rồi thì theo điều 97 thì họ cũng quy định là thông tin khuyến mại thì phải được thông báo một cách công khai, ví dụ như là tên của hoạt động khuyến mại, giá bán, giá cung ứng, chi phí vân vân, đúng không ạ, tên và địa chỉ số điện thoại của các thương nhân, thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và các cái chương trình khuyến mại cụ thể, lợi ích của việc tham gia, đúng không ạ, vân vân. Đấy, thì tất cả cái này họ đã quy định rồi. Rồi bạn có phải nộp thuế hay không, rồi bạn nhận giải thưởng thì cái danh tính của bạn có được bảo vệ hay không, hình ảnh của bạn có được chúng tôi khai thác hay không, thì trong luật khuyến mại họ cũng quy định. Ví dụ như là một số công ty họ tổ chức các cái chương trình event, sau đó họ tặng quà cho khách hàng, thì họ được quyền sử dụng cái hình ảnh mà họ chụp mà khách hàng đang nhận quà, họ quay hay là họ ghi hình khách hàng đang nói về sản phẩm và dịch vụ, và họ cũng có quyền sử dụng những cái bản quyền đó để làm marketing, làm thương hiệu cho chính thương hiệu của họ, đúng không ạ? Thế rồi thì luật cũng quy định trong điều 98, đó chính là cách thức thông báo các cái chương trình khuyến mại sẽ được thông báo như thế nào. Ví dụ như là thông báo tại các điểm bán, đúng không ạ, thông báo trên các cái bao bì hàng hóa. Thí dụ như là tôi mua một cái hộp bánh kẹo thì tôi thấy là họ kẹp một cái hộp bánh vào, sau đó kẹp thêm một cái bánh nữa vào, họ ghi là hàng tặng không bán. Hay là một hộp sữa thì nó có một cái món quà nhỏ đi kèm thì họ cũng ghi là hàng tặng không bán, kiểu kiểu như thế, đúng không ạ? Vâng, phải ghi trên bao bì dưới bất kỳ hình thức nào nhưng mà phải được đính kèm với hàng hóa. Đó, đấy chính là lý do tại sao mình cứ thấy nó đinh đính vào nhau, là pháp luật họ quy định đấy ạ. Vâng, việc thông báo các dịch vụ khuyến mại thì cũng phải tuân thủ các cái điều 97, 96, các điều trước đó trong cùng cái
bộ luật liên quan đến luật thương mại này đó, tại địa điểm rồi hình thức khai thác vân vân. Điều 99 thì có quy định về việc là đảm bảo bí mật thông tin đối với các nội dung chương trình khuyến mại nếu như mà có cái sự quy định có liên quan đến chương trình của chính phủ. Hoặc là điều 100 là một điều mà quy định các cái hành vi mà bị cấm trong cái lĩnh vực hoạt động khuyến mại. Thì tôi có thể liệt kê ra một số những cái hành vi bị cấm như sau. Thứ nhất là khuyến mại cho hàng hóa và dịch vụ bị cấm kinh doanh. Thí dụ như là dịch vụ cấm kinh doanh là dịch vụ gì? Pháo hay là thuốc nổ hay vân vân gì đấy, đúng không ạ? Nếu mà bạn lại khuyến mại mua một tặng một thì rõ ràng là bạn đã bị vi phạm. Sản phẩm bị cấm thì đồng nghĩa việc là không được khuyến mại, đúng không ạ? Không được thực hiện bất kỳ một chương trình khuyến mại nào cho các sản phẩm đã bị cấm, đúng không ạ? Hàng hóa dịch vụ hạn chế kinh doanh, đúng không ạ? Ví dụ như rượu, các bạn thấy là họ cũng ít được quảng cáo đấy, gần như họ bị hạn chế. Rồi thì hàng hóa chưa được cấp phép lưu thông, các dịch vụ chưa được phép mà cung ứng ra thị trường thì cũng không được khuyến mại, đúng không ạ? Phải được cơ quan nhà nước mà cấp phép và đã được kinh doanh, được lưu thông đã, đúng không ạ? Hoặc là có thể là sử dụng các cái hàng hóa và dịch vụ khuyến mại là chính những cái hàng hóa và dịch vụ lại bị cấm. Các điều này tôi đã phân tích trong cái video trước rồi. Hoặc là hàng hóa chưa được lưu thông, hoặc hàng hóa bị hạn chế kinh doanh, đúng không ạ? Thế rồi thì khuyến mại hoặc là sử dụng rượu bia để khuyến mại cho người dưới cái độ tuổi quy định, ví dụ như là dưới 18 tuổi. Ví dụ như là một bạn 16 tuổi đi ra mua một chai rượu tặng một chai rượu thì cái hình thức đấy là bị cấm. Nhưng thực tế thì đấy là nói về mặt pháp lý đấy, nhưng thực tế thì có thể bạn đi mua vẫn không ai để ý cả, vẫn khuyến mại bán bình thường. Thì cái việc đấy tôi thấy là cũng quản lý cũng chưa thể sát sao được. Hoặc là khuyến mại sử dụng thuốc lá, rượu có nồng độ cồn từ 30 độ trở lên dưới mọi hình thức đấy thì họ cũng cấm ạ. Ví dụ như là bây giờ chạy chương trình là mua một bao tặng một bao thì nghe chừng là sẽ không được phép đâu ạ. Hay là hút thử một cây thì đấy, ý tôi là như vậy. Rồi thì những cái chương trình khuyến mại mà thiếu trung thực, gây ra hiểu lầm về hàng hóa, về lợi ích, về dịch vụ để lừa dối khách hàng, kiểu nhập nhèn ấy, nói là mua một tặng một nhưng mà mua một cái ô tô, chương trình là mua một tặng một, mua một cái ô tô tặng một cái ô, đúng không ạ? Đấy gọi là lừa dối khách hàng một cách lấp lửng. Khuyến mại để tiêu thụ hàng hóa chất lượng kém đấy, khuyến mại tại trường học, tại bệnh viện, các cái trụ sở cơ quan công an nhà nước vân vân, các tổ chức chính trị đấy, thì cái đấy cũng là bị cấm. Rồi thì hứa tặng, hứa thưởng nhưng không thực hiện, đúng không ạ? Rồi thì khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, ví dụ như gọi là khuyến mại tàn sát giá, đúng không ạ? Rồi thì cậy mình là ở vị thế độc quyền làm cái chương trình khuyến mại rất là sốc để mà trừng phạt đối thủ và chiếm lĩnh thị trường. Cái hình thức này gọi là hình thức cạnh tranh không lành mạnh. Tất nhiên để chứng minh được điều đó thì cũng đôi khi cũng cần mất nhiều thời gian. Trong thực tế thì các cái doanh nghiệp nếu mà họ có sức mạnh hoặc là họ có điều kiện thì họ có thể tung ra các chương trình khuyến mại 30%, 50%, 70%, 80% off. Tôi thấy cũng không có vấn đề gì lắm, trên thực tế là như vậy đấy. Thế rồi thực hiện khuyến mại mà các giá trị hàng hóa dùng để mà khuyến mại thì lại vượt quá hạn mức tối đa hay là giảm giá hàng hóa mà được khuyến mại tối đa theo cái điều 94. Các bạn có thể xem thêm điều 94. Thế rồi thì có một cái điều cuối cùng, đấy là điều thứ 101. Đấy là đăng ký các hoạt động khuyến mại và thông báo các hoạt động khuyến mại, kết quả của hoạt động khuyến mại đối với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại. Thì cái này là chính phủ muốn nói rằng là để đảm bảo cho cái người dự thưởng, người ta phải đạt được cái lợi ích, đúng không ạ? Vì có rất nhiều các cái thương nhân họ hứa thưởng nhưng mà họ không thực hiện. Đấy, thì đó chính là vấn đề. Thì cái điều 101 này họ quy định cái điều đó để giúp cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Và ok, thế thì tôi xin phép tóm tắt lại cái bài tôi vừa trình bày. Thứ nhất là tôi muốn các bạn xem các cái điều khoản từ điều 95 đến điều thứ 101 trong luật thương mại, được chưa ạ? Những cái điều này người ta nói về quyền và nghĩa vụ của các thương nhân, các doanh nghiệp, các cái cá nhân tổ chức kinh doanh hợp pháp khi thực hiện các hoạt động khuyến mại thì phải làm gì, tuân thủ về mặt pháp lý, cái gì là phải, cái gì là quyền, đúng không ạ? Cái gì là nghĩa vụ và cái gì là bị cấm.
Thì cái điều này thì tôi khuyên các bạn nên đọc qua để tránh việc sau này các bạn đưa ra các chương trình khuyến mại mà nó lại vi phạm pháp luật, hoặc là mình hứa thưởng, hứa tặng sau đó mình không thực hiện thì mình có thể sẽ bị kiện. Được chưa ạ? Tôi nghĩ rằng hiểu biết về pháp lý là rất quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh. Hiện nay thì tôi biết hầu hết các cái chúng ta đưa ra các chương trình khuyến mại là chúng ta cứ đưa phứa một xu, đưa phứa lên, chẳng có ai quản lý cả, thích ra chương trình gì thì ra, thích dán tem dán mác nào dán. Ví dụ thế thì trong trường hợp đấy thì cũng có thể là các bạn sẽ đối mặt với một số các vấn đề liên quan đến pháp lý, và có thể không lớn lắm nhưng mà sẽ có thể xảy ra. Thế rồi các bạn sẽ theo dõi cái nội dung đó để các bạn rút kinh nghiệm cho mình. Vâng, bài học ngày hôm nay thì tôi xin phép tạm dừng ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại trong bài học tiếp theo, trong cái video tiếp theo. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể liên hệ với tôi là giảng viên Phan Anh để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.